Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong series video của mình thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mà các bạn theo dõi quá trình mình tạo ra video. Nha, bây giờ sẽ đi vào chi tiết tô màu các bạn. Mình sẽ tô phần thân của con chú tớ. Mình sẽ tô phần thân của con sâu. Mình sẽ tô đến phần tay con chuột túi. Mình sẽ tô đến phần phần bên trong tai của con chuột túi. Sẽ tô đến phần mồm và phần mũi của con sư tử. Mình sẽ tô đến phần mũi. Mình sẽ tô đến đuôi. Như vậy video của mình đã kết thúc rồi các bạn.